Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Lê Cordio, và xin chúc tất cả anh em sẽ có một năm mới 2021 đạt được nhiều thành công hơn anh em nha. Rồi, trở lại với cái món hàng hôm nay, Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con âm ly rất là quen thuộc, đó là Bogan. Nó là RT AT anh em, xin lỗi, AT600. AT là âm ly, amplify á, còn RT là nó có cái thêm cái radio receiver nhá. Rồi, nhưng mà có một điều đặc biệt là cái con âm ly này nó giá nó chỉ bằng một nửa thị trường thôi, bằng một nửa so với những lần Khôi bán. Là vì sao? Là vì con này khách hàng nâng cấp, có nghĩa là khách hàng họ muốn bán cái con này để họ mua một cái món mới nha, đời cao hơn, thì nên họ chấp nhận bán lỗ với một nửa giá nha. Thì ở đây Khôi sẽ làm một cái clip này. Đầu tiên là chia sẻ với anh em là cái về cái việc chơi audio, thì những ai chơi rồi thì tùy theo cái tình trạng, tùy theo cái thời gian mà mình khấu hao nhé. Ví dụ như xài một vài tháng thì có thể là 20-30%, nhưng mà xài một năm, 2 năm á, thì cái hình thức của nó còn lại thì mình sẽ đưa ra cái mức giá khấu hao để cho những anh em sau có điều kiện chơi nha. Rồi, cái mức giá là chỉ bằng nửa giá so với những cái món mới thôi anh em nhé. Nhưng mà được một cái là cái mặt còn rất đẹp anh em ha. Cái mặt thành zin này, Khôi anh khách mang tới là nó đúng như vậy luôn, Khôi chưa lau chùi gì hết nha. À, cái núm này nó bị màu nó bị phai luôn này, do sử dụng nhiều anh em nhé. Sử dụng nhiều thì nó bị phai ha. Đó, mình nói rất là rõ cho anh em xem. Đây, cái vỏ gỗ này, cái vỏ gỗ nha. À, thì theo thời gian nó cũng bị chảy, bị tróc ha. Đó, nói chung là quay rất rõ cho anh em cùng xem luôn. Đó, đúng cái tình trạng như vậy. Anh em về chỉ bỏ thêm 100-200 ngàn nữa mình sẽ dọn được cái này ha. Rồi, thì đây là cái dòng biến thế đạo phá sát âm anh em nha. À, biến thế đạo phá sát âm thì hình thức nó cụ theo thời gian anh em, nó chạy tất cả là 7 con sổ sắt nha. Thì thôi Khôi tính là không tháo ra, nhưng mà thôi tiện ở đây thì Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem luôn ha. À, mất thời gian một chút, nhưng mà thì cái con này Khôi bán nói với anh em luôn, thì Khôi chỉ lấy tiền cà phê thôi. À, bao ship và tiền công cán của Khôi lấy 500 ngàn so với cái mức giá anh khách đưa ra, thì Khôi sẽ báo giá cái phần sau ha. Khi mà Khôi tháo ruột gan ra, Khôi sẽ báo giá cho anh em luôn, anh em đợi Khôi trong giây lát. Rồi, Khôi đã tháo cái vỏ gỗ ra rồi anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ xem cái phần bên trong để anh em biết là biến thế đạo pha xuất âm anh em ha. Đây, Khôi sẽ quay cho anh em xem ha. Thì Khôi xoay đúng với ngoại hình tình trạng như thế này. Anh em nào mua chơi thì mình sẽ xem kỹ nhá, xem kỹ. Thì cái này là Khôi gắn vào để Khôi test nhạc này. À, thì anh em nào mà mua mà xài bắp chuối á, thì nếu chưa có thì Khôi sẽ tặng cho anh em cái này nha. Thì một cặp này nó cũng mấy chục ngàn, cũng tới 100 đâu, Khôi sẽ tặng cho anh em làm kỷ niệm nha. Rồi, đây là biến thế đạo pha xuất âm anh em. Đây này, hai cục này là cục xuất âm này. Thì nó chạy hết tất cả là 1 2 nè. 3 4 5 6 7. 7 sò thì trong này là 4 con này là con xuất anh em. Hai con sò này là đạp này và con này là con ngồn nha. Đó, thì cái ngoại hình của nó là xuống cấp theo thời gian. Cái này là reset này, chùi được anh em nha. Chùi được nè, nhưng mà không vấn đề như vậy luôn. Đó, chùi được nè. Thì quay đúng tình trạng như vậy, tại vì khách họ nâng cấp thì mình bán dùng cho khách, chứ Khôi cũng không có muốn làm mất thời gian, mà chủ yếu là mình bán để mình bán được cái món đồ mới anh em. Đó, nó rất là thật lòng chia sẻ như vậy. Đó, thì anh em bỏ qua cái phần cái ruột, cái hình thức bên trong á, mà nhìn cái mặt á thì nó rất đẹp ha, rất đẹp luôn. À, ok rồi, thì đó là về cái hình thức ha. À, còn máy móc thì Khôi đã test rồi, hát tốt ha, hát tốt. Nó có một chút xíu là hơi bị ù, có thể là tụ nó hơi bị yếu nha. Thì cái đó thì anh em bỏ qua cũng được, hoặc là cần thiết thì xử lý nha. Xử lý thì nó sẽ tốn tiền đó nha, tốn thêm tiền công thợ, nhưng mà hát họ ok lắm nha. Rồi, thì đây cái đít của nó này. Đó, cái mặt đít của nó thì còn rất là đẹp ha, rất đẹp anh em nha. Đó, ok ha. Thì mình tiền đây mình quay luôn cho anh em cùng xem ha. Nói chung là kệ nó đi, tốn thêm chút thời gian, nhưng mà anh em cứ xem kỹ nha, xem kỹ nó là như vậy. À, để khi mình mua rồi mình không thắc mắc nữa nha, tại vì đây là cái món đồ bờ. À, đó, nó đồ bờ. À, thì mình thu về như thế nào thì mình sẽ bán như vậy. À, anh em cứ xem kỹ, chỗ nào chưa rõ thì cứ hỏi Khôi ha. Còn cái món nào mà của Khôi thì Khôi
Tôi sẽ chịu trách nhiệm. À, còn cái món này là mình bán hồi giá chỉ một nửa thôi. Đó, này. Tàu nó vẫn còn ngon lành ha. Đây nè. Nè, mấy cái tàu nói tầng này của Mỹ thì rất là quan trọng ha. Còn cái này là tàu ngồn này ha. Đó. Ok, nói chung là anh em cứ xem kỹ, nó là như vậy. Rồi, Khôi xin phép kết thúc cái phần giới thiệu và sau đó thức ở đây. Và phần cuối là phần test chất âm. Thì cái mức giá là anh khách đưa ra là 5.500.000. Thì Khôi cộng thêm 500 là tiền công của Khôi làm quay clip này cùng như với bao ship cho anh em là 6.000.000. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khôi để mình cùng giao lưu và trao đổi rõ anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái món sau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Khôi, nhấn vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật nhiều món hàng mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cũng nhớ đêm ngày.
chắc anh buồn biết mấy, giang nhỏ xuân xưa.